À, xin chào cả nhà anh Nam ơi. Tính như anh Nam đánh bây giờ ba băng ở nhà 15 điểm. A băng 1 điểm. A băng 1 điểm này. Tính như anh Nam thi đề 3. Thì vậy trận bữa nay được đề 3 đó. Thấy. Rồi rồi. Bữa nay được đề 3 thôi. Thì 15 điểm ở nhà, A băng 1 điểm. Đây. 1. 15 điểm hả? Trời ơi, đá xuôi dưới kèn. 1. Nét như ta chứ mình đánh 15 mà A nó mau lắm, tính hai nó A mau lắm. Đã qua chúng luôn. Trời ơi đất. Tại mày dùng đánh mạnh á, đánh mạnh á dễ sửa. Hai đánh được ba cơ rồi đâu chết đâu. Đánh vừa tay. Tính cho trắng đi nha. Anh Nam cho vàng. Hên dính một chút nữa, tại vì cơ mới, cơ mới mình vừa thắt, hơn nó cũng mau, rồi cơ cũ nó bị tà sẵn rồi, mày dính nước cái nó thè lẹ ra nữa. Chúng rùa luôn rồi đó. Rùa luôn rồi đó. Rồi xin lỗi Nam nha, 2 điểm. Đá là hiểu rồi. Hai nữa là 3. Mỗi lần mà có trái sát bên là để là sợ đụng đụng luôn rồi đánh Trung Quốc. Mà cầm cái nó mát mát làm sao đó. Không, lúc gì nữa. Cầm mát mát láng láng tay lắm. Cỡ tao còn hơi dài nữa. Nó hơi dư nữa. Đánh lại xém giống người ghét luôn. Đánh đây là được.
Ôi nó đẹp kìa. Đẹp lên sao? Đo đo thứ anh Quỳnh Anh. Đầu 12, đầu 12 đánh đã lắm. Đầu em 11 cũng 5 mà. Thì 12 bởi nó bự lên chút á. Nó dễ chạm nhưng mà nó không có bị tét cơ bậy. Rùa nói gì kìa? Trời ơi. Đánh cù lời vô để bắt hai đằng đó mà đợi đánh lãi đúng với đó mà. Yêu cầu đánh không được hù đối phương nha. Đánh hù đối phương không à. À trong cận hù nó vậy ông mày. Trời tính ba cái nhà anh Nam chưa có điểm. Hà Băng có một điểm mà, đừng có để Hà Băng. Anh bị trắng. Đó, không ai đụng người cũng đắc lư nữa. Thôi. Hai. Ba. Ba giữ mình đi ha, hai cơ, anh đi có một cơ một à. Vui không? Thẻ đá qua nữa kìa. Rồi ba điểm đều anh Nam ơi. Rồi vô. Đi được.
ba điều nữa cái nhà. Ồ, không chúng được ghét là đẹp ơi. Một. Hai. Hai nữa, năm nhiều quá rồi. Một nữa, bốn. Một vô quá. Không quá. Một nữa, bốn. Bốn, năm. Một. Hai. Thôi, hai nó bảy. Trời ơi, đẹp gì? Đẹp cái gì? Quay thì quay nhiều rồi đó. Cầm lơ rồi á. Lơ, ngồi đi.
7-4. Quá đẹp rồi. 1. Đánh với tao đánh toàn đường sáng tạo không à. Một nữa, 8. Chúng nói rõ rồi. Rồi sẽ dậu luôn rồi. Sợ đá đánh cho nó dày, cho nó giặt, cho nó chạy qua đây rút cuộc nguy đá kìa, yeah, chưa bỏ à, còn chạy cũng điểm rồi, xin lỗi anh Nam luôn. Né đá rồi nó rút cuộc. Ê ngay tự tưởng như nó lọt dính giỏng luôn chứ. Hai nữa, 6. Nhưng quá rồi. 6-8. Một. Một.
một nửa chín, chín sáu. Trời ơi, gì thiếu một miếng trời. Thì nó bắt ngay đó luôn á. 1, 2, 7 7, 9. Nó bắt mép dưới đó đó. Mà cái rút cuộc chạy tới đó đứng luôn. Nó phơi yếu quá. 7, 9 nghiêng về anh Nam cả nhà. Chạy đạn, chạy đạn. Trời ơi, có chúng cháy không vậy? Nên gì mà đợi hụt cháy không trời. Một tính đường sáng tạo không ta? Này mấy thiếu chạy nè. Một nửa mười. Chết tôi rồi trời, tất cô trời ơi. Ác rồi chứ. Đánh sợ rút cơ không kịp, gắn đánh mà lại rút cuộc là tự nhiên. Tết cơ luôn. Đánh rút cơ ra liền đó tự nhiên tét. Thôi luôn. Đứng nói bản chút anh Nam. Đứng nói bản chút.
một nữa tám tám mười quá đẹp luôn. Một không đến mấy cái nó muốn sổ tay à. Một nữa 11 11 8 nhào đá không? Không. Tưởng đánh không tới hàng đánh lộn. À đẹp rồi. Ừ. Rồi. Một điểm quá đẹp. Một nữa 12 12 8. Dư mỏng luôn. Dư một xíu. Một nữa 9, 9 12. Đây lòn 4 á. 1. Cái lỗ vừa tới luôn. Tài. Ừ.
Trời ơi, không ăn ốc phê hết trơn trời. Một nữa, 10, 12. À băng mà nghe trái chồm chồm nữa, mất ốc phê hết trơn. Ý là bữa nay mấy trái không có nặng đâu mà tự nhiên còn quải sổ của tay. Bữa hổm đánh như anh Quỳnh Anh mấy trái nặng đường dài không. Một điểm rồi cả nhà. Một nữa, 13, 13, 11. Một cản lại trời ơi qua mặt luôn. Nó chạy kịp không trời. Chạy kịp á. Đó hai cái. 12, 12, 13. Một rồi khóa sổ năm khóa sổ cả nhà. Trời ơi, quất nghịch luôn. Còn điểm nhum nhum gì đỡ một chút. Trời ơi, nó không có được bắt ngay đây mà nó bắt dính đây trời. Mười bốn, mười hai. Em không biết anh Sơn còn đi luôn, đi luôn á.
Cấm mà không để phơi, đánh người đá rồi cũng phơi luôn. Rồi, bất tài. Rồi vậy xét bao bằng này tính ở thua anh Nam rồi cả nhà. Nếu cả nhà thấy xét bây giờ bao bằng này hay hấp dẫn, thì tìm mình tính đi gì với anh em phải chia một like một subscribe nha. Nếu bật chuông thông báo nha. Thì tìm mình tính đi gì ra nhiều xét bây giờ bao bằng hay hấp dẫn. Cả nhà xem thư giãn xem những giờ làm việc mình nói nha. Cảm ơn cả nhà chị. Bye cả nhà.